Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Trong năm 2023, dự kiến Hải quân Nga sẽ nhận được tới 36 tàu chiến, tàu hỗ trợ, thuyền cỡ nhỏ. 6 trong số chúng đã được bàn giao cho các thủy thủ. Cơ quan quản lý hạt nhân Mỹ hôm 30 tháng 5 kêu gọi Bộ Năng lượng nước này cân nhắc lại kế hoạch sử dụng uranium được làm giàu ở mức cao trong một thí nghiệm sản xuất năng lượng hạt nhân. Một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Irkutsk, Nga. Nguyên nhân sơ bộ được cho là do một máy bay không người lái. Cảnh sát Singapore tăng tuần tra, cấm đường để đảm bảo an ninh cho đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh hàng đầu châu Á, diễn ra cuối tuần này. Sau đây là nội dung chi tiết. Các nhà máy đóng tàu đang chạy hết công suất để kịp bàn giao chiến hạm cho Hải quân Nga. Trong năm 2023, dự kiến Hải quân Nga sẽ nhận được tới 36 tàu chiến, tàu hỗ trợ, thuyền cỡ nhỏ. 6 trong số chúng đã được bàn giao cho các thủy thủ. Điều này đã được công bố tại một cuộc họp của Hội đồng quân sự bởi Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Nikolai Ivanov và được hầu hết các hãng truyền thông trong nước trích dẫn lại. Đô đốc Ivanov lưu ý rằng các kiếp chiến đấu tàu mặt nước và tàu ngầm đã được huấn luyện tăng cường, trong đó đẩy mạnh việc phối hợp với những nhóm chiến thuật. Các binh sĩ thuộc Hải quân Nga, bao gồm thủy thủ và lính thủy đánh bộ, đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt trên đất Ukraine, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Syria. Các nhà máy đóng tàu đang nỗ lực để bàn giao chiến hạm cho Hải quân Nga theo đúng cam kết. Tư lệnh Ivanov cho biết thêm, sau khi hoàn thành huấn luyện trong giai đoạn mùa đông, hạm đội phương Bắc và hạm đội Thái Bình Dương đã được ghi nhận đạt kết quả cao, trong khi đó hạm đội Biển Đen dẫn đầu ở hầu hết mọi khoa mục huấn luyện tác chiến. Mới đây nhất, con tàu thứ 5 của dự án 20.380 tàu hộ tống Mercury đã được bàn giao cho Hải quân Nga, con tàu sẽ phục vụ trong hạm đội Biển Đen, nó được trang bị hệ thống pháo, tên lửa phòng không, chống ngầm, chống hạm sonar và radar, đi kèm nhà chứa máy bay trực thăng K-27. Việc Hải quân Nga tiếp nhận số lượng lớn tàu mặt nước trong năm 2023 rõ ràng là một nỗ lực lớn của ngành công nghiệp quốc phòng nước này, trong điều kiện mọi nguồn lực đang được ưu tiên dành cho lực lượng mặt đất. Các cựu quan chức Bộ Ngoại giao và Cơ quan Quản lý Hạt nhân Mỹ hôm 30 tháng 5 kêu gọi Bộ Năng lượng nước này cân nhắc lại kế hoạch sử dụng uranium được làm giàu ở mức cao trong một thí nghiệm sản xuất năng lượng hạt nhân. Theo hãng tin Reuters, Bộ Năng lượng Mỹ và hai công ty dự tính sẽ chia sẻ kinh phí thực hiện thí nghiệm lò phản ứng clorua hóa lỏng MCI tại phòng thí nghiệm quốc gia Idaho, sử dụng hơn 600 kg nhiên liệu chứa uranium làm giàu 93%. Uranium làm giàu ở mức cao, tức hơn 90% đồng vị phân hạch U-235, có thể được dùng để chế bom. Các đối tác trong thí nghiệm, bao gồm công ty TerraPower LLC do tỷ phú Bill Gates hỗ trợ, hy vọng thí nghiệm kéo dài 6 tháng này sẽ dẫn đến đột phá về lò phản ứng hạt nhân giúp giảm ô nhiễm liên quan đến thay đổi khí hậu. Thiệt hại đối với an ninh quốc gia có thể vượt quá bất kỳ lợi ích tiềm tàng nào từ công nghệ năng lượng nặng tính phỏng đoán này, các chuyên gia cho biết trong một bức thư gửi cho các quan chức của Bộ Năng lượng. Họ lo sợ sự gia tăng các thí nghiệm như vậy sẽ làm tăng nguy cơ các lực lượng phiến quân có thể chiếm giữ uranium để tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông Alan Cooperman, giáo sư trường chính sách công LBJ tại Đại học Texas, Mỹ, nói trong bức thư, thật sốc khi Bộ Năng lượng, thậm chí không thông báo cho công chúng, lại làm suy yếu chính sách kéo dài hàng thập niên của lưỡng đảng Mỹ về việc ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân. Israel nói có thể tấn công nếu Iran làm giàu uranium trên 60%. Bộ Năng lượng cho biết uranium được làm giàu cao là cần thiết đối với lò phản ứng thử nghiệm nhỏ. Nếu sử dụng uranium chỉ ở mức 20% tinh khiết, thì lõi lò phản ứng sẽ cần phải cao hơn khoảng 3 lần, rộng hơn 3 lần và chứa thể tích muối nhiên liệu gấp 40 lần. Sau khi thí nghiệm kết thúc, lò phản ứng sẽ bị vô hiệu hóa và bị loại bỏ. Bể chứa dầu thải tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar, Nga, đã bốc cháy sáng 31 tháng 5, dường như là do máy bay không người lái rơi trúng. Một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở Irkutsk, một thiết bị trưng cất dầu mazu đã bốc cháy. Nguyên nhân sơ bộ được cho là do một máy bay không người lái, thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev viết trên Telegram. Đám cháy được khống chế trên diện tích 100m², không có thương vong. Ngọn lửa được dập tắt không lâu sau đó. Nhà máy lọc dầu ở Irkutsk nằm cách không xa cảng Novorossiysk ở Biển Đen. Gần một nhà máy lọc dầu khác đã bị tấn công nhiều lần trong tháng này. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi thủ đô Moscow của Nga hứng chịu một cuộc tập kích lớn bằng máy bay không người lái. Moscow thường xuyên đổ lỗi cho Kiev về các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga trong những tuần gần đây, nhưng Ukraine bác bỏ các cáo buộc. Cảnh sát Singapore tăng tuần tra, cấm đường để đảm bảo an ninh cho đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh hàng đầu châu Á, diễn ra cuối tuần này. Cảnh sát quốc gia Singapore ngày 30 tháng 5 thông báo chiến dịch an ninh quy mô lớn sẽ được tiến hành để đảm bảo an toàn cho diễn đàn đối thoại Shangri-La lần thứ 20 ngày 2 tháng 4-6 tại khách sạn Shangri-La. Đây là sự kiện an ninh hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 550 đại biểu từ các cơ quan quốc phòng, an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới. Cảnh sát sẽ tăng cường kiểm tra phương tiện xung quanh khách sạn Shangri-La trong thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời điều thêm nhân lực tổ chức các cuộc tuần tra trong khu vực.
người dân Singapore được khuyến cáo tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của cảnh sát tại các chốt kiểm soát, tránh đi vào những tuyến đường xung quanh khách sạn vào thời điểm hội nghị diễn ra. Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ có bài phát biểu khai mạc đối thoại Shangri-La vào ngày 2 tháng 6. Giám đốc IISS khu vực châu Á James Crabtree cho biết Australia đang đóng vai trò quan trọng trong an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Thủ tướng Albanese từ khi nhậm chức để thể hiện vai trò là một lãnh đạo ngoại giao, hợp tác chặt chẽ trong khu vực. Sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc tại đối thoại Shangri-La cũng là vấn đề được quan tâm. Tuy nhiên, Washington hôm 29 tháng 5 nói rằng Bắc Kinh đã từ chối lời mời về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Singapore. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phản hồi rằng Mỹ hiểu rõ lý do đối thoại quân sự Trung Mỹ gặp khó khăn và kêu gọi Washington nên sửa chữa hành vi sai trái của mình. Đối thoại Shangri-La được tổ chức thường niên từ năm 2002, dù phải tạm dừng hai năm 2020-2021 do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.